Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Nhóc tì nhà độ Mỹ Linh hiếm hoi chiếm sóng, ghi điểm vì loạt chi tiết quả đội đáng yêu. Trước đó, hình ảnh cô bé lần đầu tiên được mẹ cho đi chơi vào ngày Halloween đã lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được nhiều lời ngợi khen về diện mạo đáng yêu. Hồi tháng 7 năm 2023, Hoa hậu Độ Mỹ Linh đã hạ sinh nhóc tì đầu lòng là một bé gái cho con trai bầu Hiền. Sau 4 tháng ở cữ, Hoa hậu Việt Nam 2016 chỉ một lần duy nhất khoe khoảnh khắc cận mặt nhóc tì hào môn trên mạng xã hội. Cho đến mới đây nhất, chiều ngày 28 tháng 11, phu nhân của thiếu gia Đỗ Vinh Quang mới lần nữa cho ải nữ được lên sóng. Tuy nhiên, có thể thấy, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã khéo léo chọn góc chụp che mặt nhóc tì để tránh nhiều lời bàn luận. Nhưng dễ dàng nhận ra, cháu nội nhà bầu Hiển có vẻ ngoài bụ bẫm, đôi má phúng phính và làn da trắng hồng cực đáng yêu. Kèm theo hình ảnh con gái, Đỗ Mỹ Linh viết 4 chữ thể hiện cảm xúc rằng niềm vui giản đơn, dân tình hy vọng rằng nàng hậu sẽ sớm khoe dung mạo con gái trong thời gian sớm nhất. Trước đó, hình ảnh cô bé lần đầu tiên được mẹ Mỹ Linh cho đi chơi vào ngày Halloween đã lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được nhiều lời ngợi khen về diện mạo đáng yêu. Đây cũng là lần đầu nhóc tì nhà nàng hậu lộ diện. Chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa, Đỗ Mỹ Linh thừa nhận gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi sự cố trong lần đầu làm mẹ. Tuy nhiên, cô may mắn có ông bà hai bên nội ngoại nhiệt tình hỗ trợ nên không gặp tình trạng trầm cảm sau sinh. Đỗ Mỹ Linh cảm thấy cô học được sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và trưởng thành hơn sau khi làm mẹ. Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ, vợ chồng tôi may mắn có bà nội, bà ngoại và nhiều người cùng chăm, nhưng lần đầu làm cha mẹ nên cũng không tránh khỏi những lúc có sự cố, hốt hoảng mỗi khi con ợ, chớ hay khóc hờn. Một lần chỉ có hai vợ chồng ở nhà mà con cứ khóc không ngừng, dỗ thế nào cũng không nín, chúng tôi đều lúng túng, căng thẳng, cả hai vợ chồng đều không bình tĩnh, mọi thứ cứ loạn cả lên, sợ con bị làm sao, đến khi bé tự nhiên dừng khóc và buồn ngủ, chúng tôi mới thở phào. Tôi nghĩ bố mẹ nào cũng có những lần đầu như thế mới rút ra kinh nghiệm trong việc chăm con. Nàng hậu cho biết thêm, ông xã cũng có nhiều thay đổi từ khi con gái chào đời như sắp xếp thời gian nhiều hơn để chơi và nói chuyện cùng con, đưa con đi dạo vào mỗi cuối tuần. Cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy con lớn hơn từng ngày. Sau hơn một năm về làm vợ của doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà chỉ cùng chồng ra sân bóng ủng hộ đội nhà cũng như tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hiếm hoi nhắc đến chồng ngay trên trang cá nhân của mình. Theo đó, nàng hậu chia sẻ khoảnh khắc đội bóng mà Đỗ Vinh Quang làm chủ tịch giành chiến thắng, kèm theo đó là dòng trạng thái, tranh thủ chồng đang vui, đòi gì giờ ta. Phía dưới bình luận, đông đảo cư dân mạng đều hài hước trêu chọc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đòi thêm em bé. Nhiều khán giả bình luận, để cho đứa nữa, thì ra bông hậu cũng tranh thủ lúc chồng vui để xin à, đòi thêm em bé nữa nhé chị. Đáp lại lời của bà xã, Đỗ Vinh Quang nói, ba điểm thì cái gì cũng xong vợ nhé. Đây là lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh và ông xã có tương tác hài hước trên mạng xã hội kể từ khi công khai hẹn hò và về chung một nhà. Bởi thế, chia sẻ của cả hai đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Trước đây, nàng hậu từng chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn, sinh con. Đỗ Mỹ Linh cho biết vì lần đầu tiên làm mẹ nên cô dành nhiều thời gian ở bên, chăm sóc con gái nhỏ. Cô không muốn xa con gái nên chỉ tham gia các sự kiện quan trọng và thời gian phù hợp. Dù có người chăm em nhưng cũng vì em bé quá nhỏ nên tôi không yên tâm để bé ở nhà một mình trong thời gian quá lâu. Việc tham gia cuộc thi này với vai trò cố vấn, đào tạo kỹ năng ứng xử cho thí sinh cũng khiến lịch trình hàng ngày của bé bị đảo lộn rồi, cô nói. Theo Đỗ Mỹ Linh, hiện tại ưu tiên hàng đầu đối với cô là gia đình, con gái nhỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.